xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi, được phát sóng vào khung giờ rất quen thuộc và rất dễ đói bụng, đó chính là 17 giờ 50 phút, chủ nhật hàng tuần trên kênh HT7. Hãy cùng Hoàng Rapper đón chào vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay, một nghệ sĩ rất trẻ tuổi nhưng đầy tài năng, và đặc biệt hơn hết anh ấy rất đẹp trai, đó chính là diễn viên Trần Quốc Anh. Chào Quốc Anh. Chào anh ạ. Ôi, trai đẹp Hàn Quốc, xin mời bạn đứng qua phải hai bước. Qua phải hai bước. Anh lại tự ti à? Ừ, chứ mấy công người ta lại so sánh khập khiễng nữa. Thì thôi, em như này đi. Em cứ tự nhiên đi. Ngày hôm nay nhân vật chính là em. Tất cả mọi thứ đều thuộc về em. Những món quà bất ngờ sẽ thuộc về Quốc Anh. Dạ. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy hồi tưởng lại một chút xíu những thành tích mà anh ấy đã đạt được. Đó chính là những danh hiệu về nhan sắc chúng ta không phải bàn nữa. Nhưng đặc biệt hơn hết là những bước đi đầu tiên để chạm ngõ vào điện ảnh. Đó chính là những vai diễn rất ấn tượng trong bộ phim điện ảnh Trạng Quỳnh cũng như là Ước Hẹn Mùa Thu. Bữa nay đến với chương trình về ẩm thực, chúng ta hãy chia sẻ về bí quyết làm sao mà ăn cái gì mà cao mà đẹp dữ vậy. Chắc là do mẹ em ngày xưa rồi. Ồ, do bác gái à? Do bác gái. Thì mẹ thì em bà hỏi là mẹ ơi tại sao con lại cao như này? Ừ. Thì mẹ bảo là ngày xưa trước khi mà bố thì bồi bổ cho mẹ nhiều lắm, uống dừa này, lá xong một bữa cơm thì uống cốc bia cho da trắng. Ồ, vậy hả? Hay là hoặc là gà hầm thì ăn, nói chung là bồi bổ rất là nhiều nên trong là quá trình mang thai bạn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nên là em mới có chiều cao khiêm tốn như này. Chiều cao khiêm tốn như này. Ôi giời ơi. Vậy là uống phải uống nước dừa nè, uống sữa rồi ăn gà hầm. Nhưng mà còn về gu ăn uống như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau khám phá khẩu vị ngôi sao của Quốc Anh. Xin mời. Hãy cùng với Hoàng Rapper khám phá khẩu vị của ngôi sao trẻ tuổi Trần Quốc Anh. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình chúng tôi. Dạ. Cảm thấy thật là hổ thẹn khi tủ lạnh nhà tôi còn không cao bằng bạn nữa. Wow, ấn tượng quá. Nhà bạn chắc là đồ vật này nọ nó cũng phải thiết kế nó cao cao hết đúng không? Cho dễ lấy, rồi trần nhà cũng phải cao. Khó lắm anh ạ. Tủ lạnh nhà em toàn độn gạch phía dưới thôi chứ làm gì làm gì có cái nào cao hơn em đâu. Vậy là bất cứ cái đồ vật nào trong nhà cũng phải đôn gạch lên để nó vừa tầm với của bạn. Dạ. Chà, xuất sắc ha. Và bây giờ hãy gặp gỡ những fan hâm mộ chúng tôi đã tuyển lựa ra trong những cái đơn đăng ký qua fanpage của Khẩu Vị Ngôi Sao. Những bạn nữ rất là dễ thương ở đây. Nữ gặp anh. Em chào nha. Ok. Xin mời Quốc Anh hãy chào đón hai bạn được mang tên Ngọc Dung và Kim Tuyến. Xin mời. Yeah. Dạ chào anh. Chào bạn. Dạ chào anh Hoàng và Trần Quốc Anh. Chào bé. Dạ chào anh Hoàng và Quốc Anh. Xin mời hai bạn giới thiệu đôi nét về mình nào. Dạ, em tên là Huỳnh Thị Kim Tuyến, năm nay em 21 tuổi, em là sinh viên năm 3 trường Đại học Tài nguyên và Môi trường. Và em biết Quốc Anh qua MV của chị Em Ly, đó là Cho Em Luôn Gần Anh. Lúc đó bạn nó hơi đẹp trai, giống như là Hàn Quốc vậy đó. Hơi thôi. Hơi thôi. Thế bây giờ bữa nay gặp gỡ trực tiếp rồi, thế còn thấy hơi nữa hay không? Dạ không, đẹp trai quá xá luôn. Mình cảm ơn. Còn bạn? Dạ chào anh họ rapper và Quốc Anh. Em là Ngọc Dung, vừa mới ra trường và hiện là nhân viên kinh doanh cho công ty Nhật. Em biết Quốc Anh là qua MV của Rời Bỏ của chị Hòa Mizzy. Thì em nói chung là cũng có một chút ấn tượng thôi. Một chút ấn tượng thôi. Đến khi năm nay thì em có coi phim Trạng Quỳnh thì em có rất là ấn tượng. Tại vì bộ phim đầu tay của Quốc Anh nhưng mà diễn rất là chân thật và dễ thương. Bữa nay coi như là một dịp rất là đặc biệt nên dồn hết tình cảm của mình, hiểu biết như thế nào về ẩm thực, nấu ăn thật là ngon, dành tặng cho Quốc Anh được không nào? Dạ được. Nhưng mà chúng ta sẽ vượt qua một số thử thách. Bây giờ sẽ là một số manh mối chi tiết nhỏ để chúng ta ghi nhớ xem cái gu ẩm thực ăn uống của Quốc Anh như thế nào với chiếc tủ lạnh này. Xin mời các bạn. Đây, trời ơi, ngào ngạt hương thơm, rất nhiều món ăn thức uống khác nhau. Wow, thật là hấp dẫn quá đi. Quốc Anh nhìn sơ sơ xem trong đây có món nào bạn thích hay không. Trong đây là toàn những thứ em thích thôi. Như vậy thì có món nào bạn không thích không? Có loại mình cái ghét tí không lệ... bao giờ mình ăn luôn á. Vậy là tỷ lệ ghét với lại tỷ lệ thích đó, nó bao nhiêu phần trăm? Thích là tầm 90%. Wow. Còn ghét là 10. Chỉ có 10% món ăn ở trong cái tủ lạnh này là Quốc Anh không thích và ghét. Nên các bạn, hai người đẹp nhớ kỹ điều đó nha. Như vậy là một số manh mối đã được tiết lộ. Bây giờ chúng ta đóng tủ lạnh lại. Dường như là vẫn còn hơi thiếu thiếu cái gì đó. Mình nên cung cấp cho hai bạn để hai bạn hiểu rõ cái hương vị yêu thích của Quốc Anh đi. Yes. Với 90% thức ăn mà nằm trong tủ lạnh vừa rồi mà bạn cảm thấy là hợp khẩu vị của mình, như vậy thì những hương vị đó như thế nào? Ngọt, đắng, cay, bùi, béo? Em thích ngọt này. Ngọt này. Chua này. Chua này. Cay cũng thích này. Ghét đắng này.
ghét đắng, ghét nắng. Còn hương vị là không ta? Còn bùi bùi béo béo. Bùi bùi béo béo thích. Đó là cái gu thưởng thức ẩm thực của Quốc Anh. Chúng ta nắm lấy những cơ sở này để vượt qua cái thử thách. Chúc hai bạn thành công và may mắn lần sau. Lần này. Nào, chúng ta vào bếp thôi. Tôi tin chắc chắn là các bạn với sự năng động trẻ trung này sẽ vượt qua được tất cả các vòng thử thách. Bây giờ sẽ là phần giới thiệu nguyên liệu chính. Nhưng để có được nguyên liệu chính về đội của mình, các bạn phải cố gắng vượt qua thử thách này để giành quyền ưu tiên để lựa chọn một trong hai món nguyên liệu chính nha. Trong vòng 60 giây, hãy chạy nhanh về khu vực tạp hóa. Chúng tôi đã trình bày rất nhiều nguyên liệu và món ăn khác nhau. Đoán xem Quốc Anh sẽ thích món nào. Lập tức mỗi lượt đi như vậy đem về đây một món để lên bếp màu đen. Và trong vòng 60 giây chờ đón xem ai có nhiều món ăn hơn. Quốc Anh cũng sẽ theo dõi xem là khẩu vị của mình có phù hợp với bên nào nhiều hơn hay không. 3, 2, 1, bắt đầu. Hết giờ. Bây giờ chúng ta kiểm tra phần bếp của bạn. Bạn Ngọc Dung, bạn đứng giữa. Đó, chúc mừng bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 5 món nè. Quốc Anh thích mấy món? Em thích. Thích, hợp khẩu vị, mấy món? 4. 4 món, wow, nhiều nha. Hơn lắm nha. Món gì nào? Táo này, canh khoai mỡ này. Dưa hấu và trứng. Vậy là sữa. Sữa chu. Không hết hả? Em không thích sữa chu. Chúc mừng bạn Ngọc Dung. Cảm ơn. Chúc mừng nha. Dạ, cảm ơn. Đây, chúng ta sẽ kiểm tra kết quả của bạn Kim Tuyến. Ở đây mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 món nè. Trong 7 món này, bạn hợp khẩu vị mấy món? Thịt gà. Thịt gà, sốt mật ong. Sốt mật ong. Thịt kho. Rồi gì nữa? Ốc. Ốc cà na. Và phô mai. Wow, cũng 4 món luôn. Và vậy đây là bạn không thích ăn chè. Vậy mà nãy kêu ngọt. Ngọt gắt quá, chè này rất là ngọt nên em không thích. Còn với cà tím thì sao? Lần hồi bé em nhớ là em không ăn được nên là bố em ăn là em đã bị nôn. Nên là em không bao giờ em thích ăn cà tím. Rồi salad thì sao? Em không thích ăn những cái rau mà chưa qua chế biến. Như vậy là Kim Tuyến đã có 4 món hợp khẩu vị với Quốc Anh. Đồng ý với việc là bằng với bên kia. Chà, khó nghĩ quá. Theo Quốc Anh thì giờ mình phải giải quyết làm sao? Hãy chọn thêm một món nữa được không? Một món phụ nữa nha. Bây giờ trên quầy tạp hóa, số đồ ăn đang vơi đi rất nhiều. Mỗi bạn chỉ được lấy một món mà thôi. Chờ đón xem ai sẽ đem về món ăn hợp khẩu vị nhất nha. Chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Quốc Anh qua đây nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Bên Ngọc Dung đã lấy món xôi cúc. Bên của bạn Kim Tuyến đã lấy trái dừa. Hãy trả lời cho khán giả được biết Quốc Anh thích món nào hơn. Em thích món dừa hơn. Chúc mừng Kim Tuyến. Như vậy là Kim Tuyến sẽ được quyền lựa chọn món nguyên liệu chính. Chờ xem nguyên liệu chính là gì nào. Đây là nguyên liệu chính. Một bên á là ốc bươu. Ốc bươu. Dạ, còn tươi xanh luôn. Còn một bên sẽ là một tổ hợp gồm có bắp nè và thịt cua. Bạn Kim Tuyến, bạn là người đã giành chiến thắng với phần thử thách đầu tiên để giành lấy quyền ưu tiên chọn một trong hai món này. Bạn chọn món nào? Ốc hay là tổ hợp của bắp và cua? Em chọn bắp với cua. Chà, tại sao vậy? Sao vậy? Sao em chọn bắp hay cua? Em tự tin hơn hay là em thích ăn cua? Tại em tự tin với món này hơn. Em cảm thấy tự tin với món này hơn hả? Như vậy thì đương nhiên phần ốc bươu này sẽ thuộc về bạn Ngọc Dung. Cảm ơn. Chà, cả hai nguyên liệu chính đều rất là hấp dẫn. Không biết là món ăn sẽ có công thức như thế nào đây. Để có một công thức hoàn hảo, chúng ta phải biết được sự xuất hiện của nguyên liệu phụ là gì. Bây giờ xin mời Quốc Anh sẽ bước vào vòng trong được mang tên tiếp sức thực phẩm. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy sẵn sàng để tiếp sức thực phẩm cùng với Quốc Anh và hai bạn fan hâm mộ. Người đầu tiên bước vào trò chơi này đó chính là Kim Tuyến. Bạn hãy cố gắng sử dụng lời nói và hình thể của mình để có thể gợi ý cho Quốc Anh biết được rằng đề bài là gì, là những món ăn nguyên liệu phụ ra sao. Sau khi kết thúc 60 giây, Quốc Anh 30 giây tiếp tục là đi siêu thị để lấy những món mà mình đã đoán trúng. Đừng nhắc đến những từ khóa liên quan đến đáp án. Nếu như vậy là bạn sẽ bị phạm quy. 3, 2, 1, bắt đầu. Màu đỏ dài dùng để
Là quả củ. Dùng để nấu canh súp ngoài. Con gì hay ăn? Con thỏ hay ăn là củ gì? Bỏ qua đi. Con thỏ hay ăn mà. Con thỏ cà rốt. Đúng rồi. Nhưng mà nó tròn tròn. Trứng gà. Đúng rồi. Giống như hồi nãy nhưng mà nhỏ hơn. Giống như hồi nãy là cái gì? Cà rốt. Giống như trứng gà nhưng mà nhỏ hơn. Rồi Phạm Huy đứng. Wow. Cái mũi chưa bắt giới. Cái mũi chưa bắt giới. Chưa bắt giới là con gì? Lợn. 3. Ngoài Nam. 2. Nam gọi con lợn là gì? Hết 60 giây đầu tiên. Nào 30 giây đi lấy đồ nào. Chà khó à. Coi nhìn đề bài dễ gì chứ gợi ý khó à. Ráng lên Quốc Anh, bạn chỉ có 30 giây thôi. Không nên đắn đo quá lâu. Hả? Lấy gì gọn nhẹ vậy? Lên. Rồi, hết giờ rồi. Cảm xúc bây giờ của em ra sao? Bạn hay quá à. Hay quá à. Thân tưởng mình làm gì cũng hay hết trơn á. Đề bài đầu tiên, cà rốt. Quá mất thời gian. Phải như bạn nói, con thỏ ăn gì là đỡ mất thời gian biết bao nhiêu. Nào, tiếp tục nào. Trứng gà, có trứng gà chưa? Dạ rồi. Rồi, hợp lệ được cái trứng gà. Tiếp theo, Phạm Huy mất chữ trứng. Ủa quá, Quốc Anh xám đoán ra được rồi. Tiếp theo, cuộc chiến giữa lợn và heo đấy. Và tiếp theo là nấm. Và cuối cùng là thịt gà nữa kìa. 60 giây mà dường như chúng ta bỏ lỡ thời gian quá nhiều. Trách nhiệm thuộc về người có trí nhớ rất tốt là Quốc Anh. Nghe, bạn phải chịu trách nhiệm trong cái cuộc tình này. Và bây giờ xin mời Quốc Anh hãy cố gắng cùng phối hợp thật là tốt với bạn Ngọc Dung. Xin mời. Chúc cho Ngọc Dung sẽ rút tỉa được một số kinh nghiệm đến từ bạn Kim Tuyến. 3, 2, 1, bắt đầu. Màu đỏ á, màu đỏ. Cà chua, hay quá, xuất sắc. Mình thường ăn với lại miếng cái thịt vịt để mình chấm vào á. Nó cũng có ớt nè, nó có chấm. Cái đấy là gia vị này hay là củ quả hay là thịt? Đúng rồi, nó là củ quả. Rồi, Phạm Huy luôn, chữ củ. Phở, rồi cái gì nữa? Bún. Trẻ thì cái gì người ta gọi là gì? Bún bò. Đi thường có cái gì nữa? Trước chữ mới là gì? Bây giờ bữa nay da khô quá ha, bữa nay da bị khô quá. Da khô, trái cây mà bị héo quá mình xịt cái gì vô? Xịt cho nó như thế nào? Bỏ qua đi. Miền Tây á, người ta gọi ba bằng cái gì? Miền Tây rồi. Miền Nam người ta còn chưa rành, hỏi vậy tới miền Tây. Cái này khó mày mẫu mày. Cho ba, trời ơi, cái này dễ dữ ha. Gạo, nấu cái gì? Nước chắc. Gạo nấu với nước. Gạo nấu thành cái gì? Cơm. Đúng rồi. Con gà, con gì nữa? Con gà, con vịt. Đâu ghép hai từ lại với nhau. Cơm vịt. Đúng rồi. Hết giờ, hết 60 giây rồi. Chạy đi, chạy nhanh lên. Lấy đồ nào. Cha, cái đề bài này khó hơn của em đó nha. Một số cái danh từ riêng, nó khá là riêng biệt. Chỉ có miền Tây, miền Nam mới rành nhiều thôi. Hả? Trời ơi. Sao nhiều vậy? Cái gì con trái cà chua vậy? Bạn không đoán được những món khác hả? Thực sự là cái em thấy cái từ ngữ về đặt tên cho hoa quả ở miền Nam và miền Bắc nó khác hoàn toàn nhau Nên là nhiều khi em không đoán được. Không sao hết, chúng ta kiểm tra đề bài nào. Đề bài đầu tiên, đó, cà chua thì vừa mới đầu tiên là lấy được phong độ rất là tốt. Cà chua. Đề bài thứ hai, Phạm Huy mất chữ cũ rồi, uổng quá. Nào, tiếp tục nào. Trời ơi. Cái này bún tươi á. Mất thời gian ghê. Tiếp theo. Bạn biết lá tí tô không Ngọc Anh? Em biết ạ, em hay ăn cái lá này với cả cháo để giải ốm. Vậy bạn biết ở miền Tây gọi ba hoặc bố là gì không? Không. Tía ơi, con về nè. Tía. Đúng rồi. Tiếp theo, bạn biết món này không? Cơm mẻ. Cái này em không biết luôn. Chà, hơi căng nghe. Cái thành tích của bạn nó còn xuất sắc hơn bên đây nữa. Nên bây giờ trách nhiệm của Quốc Anh sẽ tăng lên gấp đôi luôn. Bạn phải chịu một hình phạt để đem về toàn bộ những nguyên liệu phụ bị thiếu của cả hai người đẹp về cho đội các bạn ấy thì nấu ăn mới hoàn hảo được. Và bây giờ xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Nào, hãy sẵn sàng tinh thần để có thể vượt qua được hình phạt của chính mình. Anh, bạn thấy những đạo cụ này có thấy liên tưởng được hình phạt là gì không? Em biết rồi đó. Chính là nhảy sạp. Nhảy sạp. Nhảy sạp chính là một trong những loại hình văn hóa nghệ thuật đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc Việt Nam. Và hy vọng là bạn sẽ quen với những nhịp điệu sẽ do chính cả hai bạn, hai người đẹp Kim Tuyến và Ngọc Dung sẽ tạo nhịp cho bạn. Cố gắng trong thời gian mình di chuyển liên tục trên sạp mà được. Không được vướng vào cây tre. Bên cạnh đó là phải thổi cho tôi được 3 trái bóng thì là căng tròn, sức sống nhé. Ok ạ. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi xin mời bạn Kim Tuyến và Ngọc Dung vào vị trí. Nào, chơi. 2, 3, nhạc lên. Đó, đúng rồi.
đúng rồi. Ui rồi. Ui rồi. Ui rồi. Nguy hiểm quá. Ôi là hay quá. Giỏi. Thổi bóng nha. Rồi ok, được một trái rồi. Lấy trái màu khác đi. Rồi 2, 3 vô nhịp nè. Rộng ra, rộng ra, đúng rồi. Yeah. Ráng lên, đúng rồi, hai chân nha, hai chân nè. Quá, dậu anh, ui rồi. Ui rồi. Nhảy. Hay quá. Nhảy, ôi dạ trời. Nhảy, chuẩn xác nha. Rồi, được một trái nữa rồi, thêm trái nữa nào. Chuẩn bị 3, 2, 1, vô. Đúng rồi. Nhảy, hay quá của anh. Chính xác, đừng quên việc thổi nha. Chà, khá khó đó. Vừa nhảy đã mệt rồi, mà còn phải thổi bóng nữa. Hay quá, hai người đẹp làm nhịp rất là đều nè. Đẹp mắt đó. Anh Giang hả? Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn Kim Tuyến và Ngọc Dung. Xin mời các Khanh Bình Thân. Cảm thấy trong người ra sao? Đứng nói không mà tôi còn mệt mà. Em thấy mệt anh ạ. Trời ơi, đã nhảy đã không có hơi rồi lại còn phải thổi bóng nữa. Ừ. Vậy không mới biết hơi. Gian khổ cùng với các fan hâm mộ là như thế nào. Mà em thấy cũng đúng thôi, tại hình phạt không đoán được là phải như này thôi. Cảm ơn bạn. Với tinh thần đó thì Quốc Anh đã xuất sắc vượt qua được hình phạt này. Và nhảy cũng rất là đẹp và thi đấu cũng rất là tuyệt vời. Như vậy toàn bộ số nguyên liệu phụ đã thuộc về hai bạn Ngọc Dung và Kim Tuyến. Chúc mừng hai bạn. Nguyên liệu phụ và nguyên liệu chính đã sẵn sàng ở trên bàn rồi. Bây giờ chúng ta chế biến thôi. Chúc cho các bạn sẽ dồn hết tâm huyết để có thể tặng cho Quốc Anh bồi bổ năng lượng mà nãy đã đốt cháy calo với phần nhảy sạp vừa rồi. Và bây giờ sẽ là nhiệm vụ rất quan trọng của Quốc Anh. Dọn sạp em ơi. Chà, cái ngoại hình hao hao như nhau nhưng mà nội dung bên trong thì rất là đa dạng và đầy màu sắc. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn. Xin mời hai người đẹp, chúng ta sẽ tiến về khu vực ghế ngồi. Bé Dung ơi, đây là món của em đặt tên là gì nào? Dạ, món em sẽ đặt tên là bún ốc quê nhà. Quê nhà ở đâu cưng? Tại vì em biết Quốc Anh là quê ở Hà Nội nhưng mà vào Sài Gòn làm, nên em muốn hương vị đó để Quốc Anh ăn và nhớ về quê hương của mình đó. À, với phong cách của Hà Nội sẽ riêng biệt đó. Rồi, bây giờ là bên đây, món ăn của bạn Kim Tuyến. Món ăn tên gì ạ? Dạ, súp ngũ sắc ạ. Nhiều vitamin và hàm lượng dinh dưỡng rất là cao. Cũng là đánh đo nè. Bạn muốn gửi gắm tình cảm gì qua món súp ngũ sắc này? Em nghĩ là mỗi lần mà Quốc Anh đi diễn về sẽ mệt, ăn cơm không nổi, thì em nghĩ là súp nó sẽ dễ ăn hơn và nó có nhiều chất dinh dưỡng hơn. Súp ngũ sắc thì mình để khai vị ha. Là món đồ khai tiệc, là món súp thì là hợp lý nhất. Xin mời Quốc Anh. Anh ăn luôn không? Dạ, em cho thì anh ăn. Em thử trước đây. Em cứ tự nhiên. Phần bắp nè, cà rốt này, rồi cái giòn giòn gọi là gì em? Dạ, nấm tuyết. Nấm tuyết. Thịt gà nè, rồi rau trang trí, tất cả mọi màu sắc đều rất là tươi. Cả cảm thấy hương vị nó như thế nào? Ăn vào rất là ngọt này, khi mà cắn đến ví dụ như là ngô này hoặc là nấm tuyết này thì nó tiết ra những cái vị riêng biệt, cũng như thịt gà rất là ngọt và nó dai dai nữa. Rất là bổ. Đúng là cái này là cho những vào thời tiết khi mà mình bị mệt này, hoặc là đi diễn về, rất là bổ và có ích. Một phần quà quá ý nghĩa, lát nữa là mình sẽ để dành mà ăn cho hết. Còn bây giờ sẽ là phần đánh giá dành cho món bún ốc quê nhà. Bún ốc quê nhà, ok. Rồi, xin mời Quốc Anh. Nhưng mà cảm ơn bạn. Quốc Anh thì nhập gia tùy tục thì chắc là bạn đang dần quen với cái phong cách và văn hóa ẩm thực ở trong miền Nam mình nhiều đúng không nè? Dạ em cũng quen rồi. Thử miếng nước nè. Đợi em với. Dậy mùi lắm em ơi, ngon lắm. Thẩm nhà. Rọc tê tê đầu lưỡi rồi đó. Nhiều tí nè. Rõ ràng là bạn Ngọc Dung là một người cũng khá là phóng khoáng khi cho rất nhiều
phần cái ở trong đó là bún nè, rồi ốc nè, khá nhiều. Trời ơi, phải như mà nước nhiều nữa là húp đã luôn á. Phần nước rất là ngon nha, ngọt ghê á. Rồi những cái phần mà bạn Ngọc Dung đã nêm nếm, bạn nêm những thành phần và gia vị như thế nào? Em nêm gia vị theo hướng của Bắc, tại vì muốn nấu cho Quốc Anh ăn á, nên sẽ có vị thanh, nó sẽ một thứ một chút, nó sẽ không quá cay, không quá ngọt, cũng không quá mặn. Nó sẽ có vị thanh của giống người Hà Nội á. Đúng rồi á, thanh thanh nhẹ nhàng lắm. Cho anh hỏi này, cái này là cái vị chua là vị của cái gì? Vị chua là của cà chua là em tao lên với lại nước cơm mẻ người ta thường nấu á. Cơm mẻ đó, hèn chi. Trời ơi, cái vị chua này nó kích thích lắm, nó bị gây nghiện luôn á. Có một lời khen nữa dành cho bạn là ở phần ốc, bạn làm rất là kỹ. Phần ốc nó không còn cái phần nhớt nữa. Ốc ăn cái thịt nó rất là trong nhưng mà giòn. Cắn một cái là mình không cảm giác là bị những cái tạp chất ở xung quanh của ốc nữa. Bạn làm rất là sạch với rất là kỹ. Nghĩa là không có sạn hoặc là bụi ở phía ngoài á. Rửa rất là sạch. Chúc mừng Ngọc Dung. Cảm ơn quá. Rồi xong phim luôn. Thà như là một món không ngon, một món ngon vừa vừa hay một món ngon xuất sắc á, mình còn dễ quyết định kết quả. Hai món đều ngon là đều bằng nhau. Tài ngang sức. Đã là phụ nữ thì phải khéo tay là cái chắc rồi. Chà, bây giờ mình sẽ dựa thêm những tiêu chí nào đây? Sẽ có những điểm cộng dành cho món nào xuất sắc hơn, nhỉnh hơn, ấn tượng hơn, hay gợi nhớ cho bạn những kỷ niệm, những dấu ấn nào đó, thậm chí là ám ảnh luôn. Ám ảnh à? Không, ám ảnh thì em không có, nhưng mà về phần kỷ niệm thì em có phần này này. Kỷ niệm gì với món súp ngũ sắc này? Như là bạn ý nói là khi mà mình mệt, em ngày xưa hay rất là ốm, nên là mẹ em cũng hay nấu súp cho em ăn, nên là em rất là nhớ. Còn bún ốc thì ở Hà Nội thì em hay đi ăn với bạn. Còn rất là ngon và có những nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng mà thì bạn quyết định món ăn nào sẽ giành chiến thắng ngày hôm nay cùng với khẩu vị ngôi sao. Cô anh hôm nay sẽ chọn món thì em nghĩ là súp nó sẽ dễ ăn hơn và nó có nhiều chất dinh dưỡng hơn. Nó sẽ một thứ một chút, nó sẽ không quá cay, không quá ngọt, cũng không quá mặn. Súp ngũ sắc. Món chiến thắng ngày hôm nay là súp ngũ sắc của Kim Tuyến. Chúc mừng bạn. Yeah. Và người về nhì cũng là Ngọc Dung. Chúc mừng Ngọc Dung. Lại đây nào. Rất là ngon. Đây Quốc Anh ơi, thay mặt Hoài Rapper sẽ trao tặng giải thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho người đã chiến thắng ngày hôm nay với món ăn được mang tên là súp ngũ sắc. Kim Tuyến thấy sao nào? Dạ em thấy công sức mình bỏ ra thật xứng đáng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn. Riêng với món bún ốc quê nhà của Ngọc Dung cũng rất là xuất sắc. Dạ. Cũng 10 điểm cộng luôn đó. Nhưng mà chẳng qua là tại vì mình chưa có gợi nhớ nhiều kỷ niệm so với bạn Kim Tuyến thôi, nên tạm thời bữa nay mình á quân. Không biết là tình cảm và lời chúc nào của bạn dành cho anh Quốc Anh. À, bữa nay đến với chương trình thì thắng thua không quan trọng, em cũng thấy rất là vui và hạnh phúc. Em cảm ơn chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao đã đưa em đến đây để gặp thằng tử của em. Cảm ơn Ngọc Dung, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn của chúng tôi. Nào, của anh ôm nhẹ bạn ấy một cái để cảm ơn nào. Ôi, ôm gọn dễ sợ. Cảm ơn của anh đã tham gia cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao và chúc cho của anh càng ngày càng thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình. Dạ, em cảm ơn chương trình và hai bạn chơi đã nấu cho mình những món ăn hết tấm lòng, hết khả năng của mình. Và của anh cũng chúc hai bạn thành công trong sự nghiệp sắp tới, cũng chúc chương trình thành công. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi, được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.